triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt, có nghĩa là cái người mắc bệnh thường có những cái ảo tưởng và ảo giác, và đặc biệt là trong cuộc sống họ họ gặp rất là nhiều cái khó khăn, tại vì họ thật và ảo nó lẫn lộn với nhau. Vì thế là đó là cái một số cái triệu chứng chung của cái bệnh tâm thần phân liệt. Thì ở đây các bạn có cái câu hỏi nào đặt ra cho cái bệnh này không ạ? Có khả năng nào chứng trầm cảm dẫn đến việc mắc bệnh tâm thần phân liệt không ạ? Theo lý thuyết thì không, nhưng mà trên thực tế thì có một số người bị trầm cảm nặng thì họ nảy sinh những cái đặc tính về tâm thần và họ thường có những cái ảo tưởng và ảo giác. Thông tin với khách hàng không rõ ràng là sao chứ, nếu họ không thấy thuận á thì mình không làm ăn với họ nữa. Ủa em về sớm vậy? Hôm nay em cảm thấy không được khỏe cho nên em không muốn ghé phòng gym. Đi tập gym á là để cho em khỏe hơn, cứ vùi đầu vào mấy cuốn tiểu thuyết này á cũng không giúp gì được cho em đâu. Có gì vớ vẩn về việc giết người xong rồi quên mất tiêu ra. Mà tại sao em lại hứng thú với mất trí nhớ phân ly? Em cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy hứng thú thôi. Em nè, tối nay anh có cuộc họp với sếp, chắc là không về ăn cơm với em được. Em ổn mà đúng không? Anh có biết lần này là lần thứ 3, thứ 4 trong tuần gì rồi không? Anh có chắc là sếp anh ổng không bị BD không? Em lại vớ vẩn nữa rồi. Thôi anh đi nha, ở nhà ngoan. Đăng anh quên chị ạ. Anh mới dớ dẫn á, tối nay khóa cửa cho ngủ ngoài luôn. IBST đó. Cuối giờ chiều ngày 10 tháng 5, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã tăng tốc 30 km/h. Chiến thắng liên tiếp trước Đà Nẵng và Quảng Nam giúp đoàn quân của em có sao không? Lại gặp ác mộng à? Em không sao, em ổn mà. Ủa mà sao anh vào đây được vậy? Anh mới quên chìa khóa ở nhà mà. Em không có khóa cửa. Em uống nước ấm nha. Anh đi lấy. Các yếu tố góp phần các bệnh di truyền đó là sử dụng chất ma túy, môi trường, những năm đầu đời, tâm lý và diễn biến xã hội. Em đi học về nè, cũng lâu rồi anh không làm như vậy nữa. Hồi đó anh toàn đợi em ở đây không à? Thời gian trôi qua, cái gì cũng thay đổi.
Anh không còn làm như vậy nữa. Anh thấy công trình này kia không? Thấy. Vậy sao anh? Người ta muốn xây lên một cái gì mới, phải phá bỏ đi những cái cũ. Nhớ là em chọn gì? Anh hỏi gì em không hiểu. Không có gì đâu, mình về đi. Ngày hôm nay em có gì thú vị không? Cũng không có gì đặc biệt hết trơn á. Mà đây nè, em có mượn mấy quyển sách hay lắm nè. Ừ, hay ha. Anh ngủ đây, em buồn viết à? Anh ngủ trước đi. Em cũng sắp xong rồi. Em để đợi lâu nha, lạnh lắm đó. Ủa anh Khang, anh làm gì ở đây vậy? Anh tìm em với Đăng mấy hôm nay, sao hai người không ai bắt máy anh vậy? Mấy hôm nay em bận á, cho nên em cũng tắt máy luôn. Anh không có gọi được cho anh Đăng hả? Ừ, ủa nó có đi với em không? Anh đang đi làm, mấy hôm nay anh bận lắm. Anh cũng ít có về nhà nữa. Em nói gì vậy chi, Đăng nó không đi làm 4 năm hôm nay rồi. Sao lại như vậy được? Ủa em cũng không biết gì luôn hả? Anh còn tưởng hai đứa đi du lịch nữa kìa. Hôm trước anh có tới nhà nhưng mà không thấy ai ra mở cửa. Ủa chi, hai đứa có chuyện gì hả? Chắc có hiểu lầm gì ở đây á. Em về trước nha, có gì em sẽ rạc với anh sau. Chi, nhớ gọi anh nha. Đăng ơi Đăng, anh có nhà không Đăng? Anh đừng có giỡn với em nha Đăng. Anh giỡn như vậy không có vui đâu á. Hay anh bận lo cho con quỷ cái đó, đến nỗi không thèm đi làm luôn rồi hả Đăng? Để em đi học về nè, lâu rồi không làm như vậy nữa. Bây giờ làm vào điện thoại của tôi. Tôi nói cho cô biết, lần này là lần cuối nghe chưa? Hả? Người mắc bệnh thường có những ảo tưởng và ảo giác. Dừng đây đó. Anh đang làm gì vậy? Sao anh giờ đi được vậy? Nhưng mà chị có ở nhà. Dừng đây đó. Để tôi yên. Em bị gì vậy? Cô ta chỉ là đồng nghiệp thôi. Cô muốn chết dừng hả? Dừng lại đi đó. Hay sao mà dữ lục điện thoại của tôi? Hả?
sao em lại hứng thú với mất trí nhớ phân ly? Anh không bao giờ trách em. Vậy bây giờ em tính như thế nào đây? Hay là cứ để mọi chuyện diễn ra như thế này đi.